Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, và sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chỉnh gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 11 âm lịch 2024. Tuổi Tân Hợi sinh 1971, lộc trời ban xuống, gặp may hết chỗ nói, tiền bạc ùn ùn đổ về chất cao như thác lũ, giàu có ú ụ. Quý cô bác anh chị thân mến, ước mơ giàu sang, nhà đẹp, xe sang, gia đình hạnh phúc từ lâu đã trở thành mục tiêu cả đời của rất nhiều người. Có người cả đời vất vả phấn đấu, chỉ mong sao về sau có được ngôi nhà khang trang, con cái thành đạt, mong thành ông nọ, bà kia, đao to búa lớn. Chỉ cần gia đình hạnh phúc, tiền bạc, đồ ăn tiêu chẳng cần phải vất vả tất bật ngược xuôi lo cơm ăn áo mặc. Thế nhưng cuộc đời vốn là bận địch, vận mệnh con người vốn đã được định sẵn. Có thể là thời điểm này bạn được các tinh cao chiếu mà gặp được nhiều may mắn, phú quý lâm môn, tiền bạc vô biên, thu hái tiền tỷ của thiên hạ. Nhưng tại thời điểm khác lại bị hung tinh chiếu rọi, tiểu nhân hãm hại mà lụi bại, cơ đồ dở nợ, mất trắng. Tuy nhiên cũng lại có câu nhận định thản thiên, có nghĩa là nếu một người tĩnh tâm, bình tĩnh, có ý chí phấn đấu sẽ thay đổi được vận mệnh. Thực tế cũng chứng minh rằng có rất nhiều người có thể thắng ý trời, vượt qua số phận của mình. Chính vì thế, khi đứng trước những vất vả của cuộc sống, thay vì nghĩ rằng số trời đã định thì hãy bình tâm và cố gắng thì nhất định bạn sẽ thăng tiến. Khi xem tử vi trọn đời cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, các thầy tử vi thấy rằng tuổi này cuộc sống định dẫn là sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Tuy nhiên, vì biết cố gắng, nỗ lực, cho nên bạn đã vượt qua được số phận, cuộc sống về sau này nhận được rất nhiều ân phúc, càng về già càng giàu có, đặc biệt là trong tháng 11 âm lịch này. Tân Hợi được quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường ban lộc, các tinh cao chiếu, cho nên mọi việc sẽ rất suôn sẻ, ổn định. Quý cô bác anh chị hãy theo dõi diễn biến vận trình tử vi tháng 11 âm lịch của Tân Hợi sinh năm 1971 ngay sau đây nhé. Tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, qua cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai, vượt qua đại hạn và gặt hái thành công gian dội. Về tổng quan cuộc đời Tân Hợi sinh năm 1971, quý cô bác anh chị thân mến, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 hay còn gọi là khuyên dưỡng, là chỉ từ lợn nuôi nhốt. Ngũ hành, quý tính chủ thoa xuyến kim tướng, xương con heo, tướng tinh con cọp. Tân Hợi nạp âm hành kim, thoa xuyến kim do can tân kim ghép với chi hợi thủy. Ta có kim sinh nhập thủy, nạp âm cùng can chi lại tương hợp ngũ hành thuộc lứa tuổi có căn bản, thực lực hơn người nhiều, may mắn ít gặp trở ngại trên đường đời. Từ tiền vận cho đến hậu vận, nếu ngày sinh có hàng can canh tân, nhâm quý sinh sửu mùi, lại được hưởng thêm phúc đức của dòng họ, sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa là thuận. Mùa sinh là mùa hạ thì ít thuận lợi. Tân Hợi có đầy đủ hai đặc tính của can tân là tính tình thận trọng, cương nhu, thì lúc gặp thời biến hóa như rồng, sắc sảo, quyền biến và trực tính, cho nên dễ gia chạm. Và tuổi Tân Hợi là có lý tưởng cao đẹp, bản tính phóng khoáng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Kính thưa quý cô bác anh chị, trong năm 2024 sẽ có thời điểm gặp được sao tốt chiếu mệnh, cũng có những thời điểm chịu sự chi phối ảnh hưởng của hung tinh.
Đó sẽ là lẽ bình thường của nhân sinh. Điều quan trọng là bạn cần nắm bắt được thời điểm nào tốt, thời điểm nào xấu với mình, để từ đó có thể chuẩn bị những phương án hóa giải vận hạn xấu, hay là nắm bắt thời cơ vận hạn tốt để thực hiện những dự định, kế hoạch của mình trong tháng 11 năm 2024 âm lịch tới đây. Tân Hợi gặp được cục diện tam hội thái tuế, chính vì thế đây là cục diện cát lành. Điều này sẽ mang lại nhiều may mắn cho quý tín chủ. Và để vận may được nhiều hơn nữa, những gia chủ Tân Hợi cần phải luôn mang theo bên mình dòng tam hợp quý nhân là Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, để chiêu mời quý nhân giúp đỡ hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Người tuổi Tân Hợi có chí lớn và luôn lạc quan, nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh thì rất có thể họ sẽ có con đường công danh hiển đạt, có địa vị cao, có khả năng giúp đỡ mọi người, được nhiều người trọng vọng yêu mến. Tuổi Tân Hợi bản chất đã có khí chất tôn quý sang trọng, cho nên tuổi này tính cách thường thanh cao, khác hẳn người bình thường khác. Tiếp xúc với họ, dù chưa biết họ đã khá giả hay chưa, nhưng ta thấy từ họ tỏa ra một khí chất cao quý, sang trọng, dù trong cảnh nghèo khó vẫn rất đáng tôn trọng. Đó là những gì mà tuổi Tân Hợi đặc biệt nổi trội giữa người khác. Vì họ có ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân, cho nên chắc chắn cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người, đôi khi khó hiểu ít hợp với người xung quanh. Các tư duy hành động của tuổi Tân Hợi thường độc đáo, mang một phong cách riêng, người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân Tân Hợi ưa tác phong, thanh lịch nhẹ nhàng, lỗi hành xử thô bỉ đối với họ, chắc chắn họ sẽ không làm mà người có tác phong này nọ, cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân, mà tuổi Tân Hợi cũng là người rất nghĩa khí trọng, sự công bằng, lẽ phải chân lý trong công việc và cuộc sống. Họ có khát vọng là tỏa sáng, làm đẹp cho đời, tôn vinh và nâng cao vẻ đẹp, chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Khi là vật quý, cho nên đương nhiên phải đi kèm với quyền lực mới có chỗ đắc dụng. Chính vì thế cho nên tuổi Tân Hợi dẫu chí tiến thủ muốn được cống hiến và lập công danh, chắc chắn rằng người đồng sự của họ phải là người xứng tầm thì họ mới hợp tác, còn không họ thích ở ẩn tiêu dao. Về cuộc đời của tuổi Tân Hợi, thời tiền vận có nhiều rắc rối, trung vận thì thành công về công danh, cuộc sống có phần sung túc. Vào năm 37 tuổi trở đi, cuộc sống có nhiều phúc đức, cho nên con cái sau này được hưởng phước. Số tuổi Tân Hợi hưởng thọ trung bình từ 62 đến 76 tuổi, nhưng nếu năng làm việc thiện thì tuổi thọ được gia tăng, ngược lại, nếu làm nhiều việc ác thì sẽ bị giảm bất tuổi thọ. Về công danh của tuổi Tân Hợi chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Sự nghiệp của bạn được hoàn thành vào số tuổi từ trung vận trở đi, tiền tài có nhiều cơ hội tạo nên bất ngờ và luôn luôn có phần đầy đủ, không có sự thiếu thốn trong vấn đề tiền bạc, trong khi được êm ấm, không xảy ra những mâu thuẫn trong gia đình. Về tình cảm thì tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá ổn định, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tính, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Họ là mẫu người ngay thẳng, chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Về tổng quan tháng 11 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, nguyệt lệnh là Tiết Khí Đại Tiết và Đông Chí, tương xứng với Thiên Can, Bính Quả và Địa Chi, Tý Thủy, Tiết Đại Tuyết đánh dấu thời điểm bước sang tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, ứng với kinh dịch tháng này là Quẻ Phục, trong quẻ có một hào dương ở dưới, cùng miêu tả trạng thái âm khí cực thịnh, sẽ sinh dương khí mới sinh ra có sức phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn đến những thời điểm tốt đẹp hơn về sau. Hơn nữa bản chất của tiết đồng chí chính là sự thay đổi của áp suất trong khí quyển. Trong thời điểm tiết đồng chí, vì là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên các loại động vật, thực vật và con người đều ở trạng thái thu hẹp, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đây cũng là thời điểm để tích trữ lương thực và củng cố nhà cửa chống rét. Xét về địa chi, Hợi gặp Tý Lâm cục diện tam hội, các địa chi có ý nghĩa tương trợ, tương sinh cho nhau, đặc biệt khi các địa chi tụ họp lại thì có ảnh hưởng hết sức mạnh mẽ. Tháng này, cuộc sống của Tân Hợi bình hòa, an nhàn, bớt lo toan hơn trước, cả về tinh thần và thể chất. Bước sang tháng 11 âm lịch,
tuổi Tân Hợi hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, cuối cùng bạn vẫn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Quý tín chủ lúc này nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, thì bạn cần đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Về khía cạnh tài chính của tuổi Tân Hợi trong tháng này khá ổn định, nhất là trong thời điểm bạn vượt qua khó khăn, khẳng định được vị trí của mình thì rất dễ được nhận thưởng, nhìn chung có nhiều dấu hiệu tích cực. Về phương diện tài lộc của quý tín chủ vào lúc này, thời gian này, tuổi Tân Hợi bạn nên sử dụng vật phẩm phong thủy linh phù để giải hạn và để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, bạn nên hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả trong tháng 11 này đó. Về đánh giá vận trình tháng 11 năm 2024 âm lịch của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trên các phương diện như sau. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng này cho thấy công việc tiến triển đều đặn, nhưng khó có những bước phát triển nhảy vọt. Cần kiên trì tiếp tục việc mà mình đang làm, bạn chớ nên vội vàng muốn chứng tỏ bản thân lấy lòng lãnh đạo, vì như thế có thể gây phản tác dụng. Người làm kinh doanh sản xuất cũng không nên vội vàng mở rộng quy mô, nếu không dễ vướng rắc rối trong các thủ tục pháp lý, thậm chí là bị lừa gạt. Minh Đường tử vi xin nhắc nhở tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao nhé. Bạn nên dĩ hòa nghi quý là hơn. Đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn cãi cọ với đồng nghiệp. Quý tín chủ cũng nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bạn vướng vào rắc rối, phiền phức không đáng có. Gia chủ lúc này cũng nên dành thời gian để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn của bản thân, đến khi thời cơ xuất hiện, bạn đã ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt. Về phương diện tài lộc, tài chính trong tháng nhìn trung bình ổn, mà không đến mức suy giảm, nhưng cũng không quá rực rỡ. Tiền kiếm được đều đặn nhưng không nhiều, nhất là với những ai làm đầu tư hoặc buôn bán. Ngoài ra, quý tín chủ cũng cần chú ý tháng này có dấu hiệu phá tài. Chính vì thế, nếu bạn không biết cân đối tài chính, thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Quý tín chủ cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm lúc này là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Các gia chủ tuổi Tân Hợi trong thời gian này sẽ cần phải sử dụng dòng cổ minh quang pháp bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chắt lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng cao, xua tan được tà ma. Đem theo vật phẩm này bên mình chắc chắn sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đã được thấy sao các trực tiếp khai quang trì trú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về phương diện tình duyên, theo tử vi năm 2024 thì tháng 11 âm lịch này, chuyện tình cảm của tuổi Tân Hợi khá ảm đạm. Quý tín chủ không thường xuyên dành thời gian cho gia đình mình vì quá mệt mỏi và áp lực. Điều này khiến cho gia chủ dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Gia đình bạn vào tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa con cái và cha mẹ. Tân Hợi nam mệnh là chủ gia đình, tiếng nói của bạn sẽ được sự tôn trọng, nên đứng ra để giải quyết mâu thuẫn. Tân Hợi nữ mệnh là người mẹ, người vợ trong gia đình, chính vì thế bạn cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử là tấm gương tốt để con cái noi theo. Về phương diện sức khỏe thì sức khỏe gia chủ Tân Hợi trong tháng 11 âm lịch này sẽ không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần có phần không được tốt như các tháng trước, do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Quý tín chủ lúc này cần giữ bình tĩnh mỗi khi giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, và bạn đừng nên chủ động ẩu đả với người khác, dễ khiến bản thân mình bị thương. Trong cuộc sống hàng ngày thì bạn nên chú ý chế độ làm việc, nghỉ ngơi, đồng thời hoạt động thể dục thể thao đều đặn để duy trì sức khỏe. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 11 âm lịch sẽ có những cơ hội,
hay thách thức nào đang chờ đón bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1983. Tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Người tuổi Tân Hợi sẽ trở thành con giáp phát tài trong tuần đầu tiên của tháng 11 âm này. Do bạn luôn duy trì được nguồn năng lượng tích cực và hăng hái, làm việc với một tinh thần nhiệt thành sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành tích khởi sắc. Trong công việc với người làm công ăn lương, các mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở khiến bạn làm việc gì cũng thuận lợi. Một vài cơ hội mới cũng sẽ đến ngay trong thời gian này. Tương lai sự nghiệp phát triển ra sao phụ thuộc rất lớn vào những cơ hội này. Chính vì vậy, bạn hãy cố gắng nắm bắt thật nhanh và hoàn thành mọi việc bằng khả năng cao nhất của mình, chắc chắn sẽ gặt hái thành quả xứng đáng. Với người làm ăn, kinh doanh, bạn cũng có một nguồn thu dồi dào, khách hàng lúc nào cũng đông đúc, tấp nập, bạn khẳng định được vị thế trên thị trường, nên chẳng còn phải lo lắng quá nhiều đến đối thủ cạnh tranh. Chính nhờ túi tiền xông xênh, bản mệnh có thể bớt đi phần nào lo lắng và thoải mái chi tiêu mua sắm những món đồ yêu thích của mình. Hãy coi đó là những món quà khích lệ tinh thần mình nhé. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh hãy tích cực giúp đỡ mọi người xung quanh, đừng vội nghĩ tới việc được báo đáp. Những người được bạn giúp đỡ cho khoảng thời gian này có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai. Thổ khắc thủy, những người còn độc thân nên cắt đứt quan hệ với những người đang ảnh hưởng tiêu cực tới mình, đừng vì họ mà lâm vào những chuyện khó xử hoặc những mối quan hệ phức tạp. Quý nhân, Mão, Thìn, tiểu nhân, Tỵ, Tuất. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số may mắn, 32, 79, 43. Tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Bước sang tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch nhận thấy các giận nhỉnh hơn hung giận, báo hiệu nhiều điều như ý muốn đến với tuổi Tân Hợi. Công việc về cơ bản là khá ổn định, có những khó khăn xuất hiện trên đường đi đến thành công, song con giáp này thuận lợi xử lý, giành được cơ hội thăng tiến trong khoảng thời gian tới. Nhìn chung, vận trình có phần nhỉnh hơn, nhờ sự xuất hiện của chính ấn, nên công việc tiến triển khá thuận lợi. Bản mệnh nên khéo léo nắm bắt cơ hội để gây ấn tượng với cấp trên, chuẩn bị sẵn cho những bước đi trong tương lai cho bản thân. Với người làm ăn, kinh doanh, bản mệnh nên hoàn thành nốt những dự án được giao đang còn dang dở. Thời gian này không nên đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh vội vàng, giữa tuần là thời điểm mà tài lộc tăng tiến. Thiên tài cho thấy, bản mệnh có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc tìm kiếm cơ hội để tăng thu nhập cho mình. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần phải đề phòng họa phá tài, có kẻ đang bày mưu lừa gạt tiền bạc của con giáp này. Chẳng những tài lộc, mà chuyện tình cảm của con giáp này cũng khá bình ổn, vợ chồng đồng tâm hiệp lực để giúp vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính. Người độc thân không nên quá nóng vội trong việc tìm kiếm một nửa thích hợp cho mình. Bạn hoàn toàn có thể tự yêu thương và hoàn thiện bản thân trước, rồi duyên sẽ tự tìm đến. Quý nhân, Dần, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số may mắn, 26, 88, 33. Tử vi tuần 3 tháng 11 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Xem tử vi tuần 3 của tháng 11 âm lịch, nhiều điểm sáng trong thời gian này mang lại cho Tân Hợi những niềm vui và cả không ít hy vọng. Thiên ấn mang lại sức sáng tạo không ngừng cho con giáp này, thế nhưng đừng vì vậy mà quên để ý, nhưng thực tế đang hiện ra trước mắt bạn. Chỉ khi bạn biết kết hợp giữa sáng tạo và tính khả thi của kế hoạch thì bạn mới sẽ chạm tới thành công. Dù thời gian có sự xuất hiện của thương quan, nhưng những chú hợi không cần phải quá lo lắng, bởi đây chính là hồi chuông thức tỉnh bản mệnh. Cần tập trung vào những thứ mình đang theo đuổi, tránh sa đà vào những lời cám dỗ, xu nịnh mà bỏ quên lý tưởng của bản thân. Về đường tài lộc cực kỳ thuận lợi, tiền hết rồi lại có, chính những cơ may tài lộc đến lớn bất ngờ. Chỉ cần Tân Hợi bình tĩnh và sáng suốt thì sẽ không lo mắc sai lầm để cho tiền bạc rơi vào tay người khác. Tuy cuối tháng có tiểu hao gây mất tiền bạc, nhưng dù sao đó cũng chỉ là con số nhỏ so với tiền mà con giáp này kiếm được, bản mệnh nên có kế hoạch tài chính rõ ràng hơn. Về tình cảm giữa bản mệnh và người ấy vẫn khá bền vững sau nhiều sóng gió, cả hai đều hài lòng với giai đoạn tình cảm hiện tại và chưa có ý định tiến xa hơn. Cả hai đều muốn xây dựng tương lai riêng của mình, vững vàng trước, rồi mới tính đến chuyện trăm năm.
quý nhân, tuất, mùi, tiểu nhân, sửu, mão. Màu sắc may mắn, nâu, trắng. Con số may mắn, 66, 16, 08. Cuối cùng Tử Vi tuần 4 tháng 11 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tử Vi tuần mới thấy rằng Thiên Đức Cát Tinh nhập mệnh, tuổi Tân Hợi không cần phải quá lo lắng về vận trình tuần này, bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Bản mệnh có cơ hội được quý nhân dìu dắt, nâng đỡ trong từng bước đi, nên tiến triển tốt đẹp. Nhìn chung, vận khí đang rất hanh thông. Bản mệnh dễ dàng gặt hái được không ít thành quả trong công việc. Tân Hợi luôn có tinh thần sáng tạo, trí tuệ mẫn tiệp, nên cho ra đời những ý tưởng sáng tạo, độc đáo và mang tính giá trị cao, đóng góp nhiều cho tập thể. Như vậy mà cũng được hưởng lợi từ đó, cấp trên không tiếc dành nhiều lời khen ngợi cho bạn trước mọi người. Cùng với công việc thuận lợi thì tài lộc cũng trên đà khởi sắc, trong đó cả nguồn thu chính và phụ của tuổi Tân Hợi đều có xu hướng tăng. Với người làm công việc cố định, cơ hội tăng lương của bạn đã tới. Nếu đề xuất trong thời gian này thì khả năng được chấp thuận rất cao. Việc đầu tư, buôn bán cũng gặp không ít cơ hội ngon ăn. Con đường tình duyên trong tuần của người độc thân phong phú, hứa hẹn có nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị. Bản mệnh là người giỏi ăn nói, giao thiệp rộng nên dễ thu hút được người khác. Cơ hội để bạn mở rộng quan hệ và tìm được một nửa cho mình khá nhiều. Quý nhân, dần, mão, tiểu nhân, thân, tỵ. Màu sắc may mắn, vàng, trắng. Con số may mắn, 12, 73, 26. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn, giúp cô bác anh chị tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành, có gặp hung dễ quá cát. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền, gặp hạn này dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Xem tử vi 2024 tuổi Tân Hợi nam mạng theo vận niên. Xem tử vi tuổi Hợi 2024, sang năm con rồng, tuổi Tân Hợi nam mạng gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột, nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Hóa giải vận hạn, cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Đối với nữ mạng tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, theo sao chiếu mệnh, sao Thủy Diệu. Thủy Diệu chiếu mang tin vui về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu,
nói xấu sau lưng. Người có sao thủy diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Đối với nữ giới mà ốm đau bệnh tật thì nguy hiểm nhất vào tháng 11 âm lịch. Theo niên hạn, hạn toán tận. Gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Xem tử vi 2024 tuổi Tân Hợi nữ mạng theo vận niên. Xem tử vi tuổi Hợi 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Tân Hợi nữ mạng gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa, khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột. Nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Quá giải vận hạn. Quá giải sao thủy diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, thủy diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng các khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trao dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Dân, quý cô bác anh chị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về tử vi của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong tháng 11 âm lịch. Qua đó quý cô bác anh chị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn cũng như thành công trong tháng. Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.